bốn người nhìn nhau thấy mình ở vào hoàn cảnh thật khó xử đoàn dự và kiều phong kết nghĩa kim lan khi phong ba ác trúng độc rồi chính kiều phong tự mình mở miệng bảo đưa thuốc giải khiến cho vương ngựa yên và hai nàng a châu a bích đều có lòng cảm kích lúc này thấy ông bình định được đám phản loạn chế ngự tất cả bọn nghịch tặc kia ai nấy đều cảm thấy hoan hỉ về phần kiều phong ông ngồi chết lặng ở một bên không thấy chút gì vui mừng là đã thắng lợi. Ông nghĩ mình từng chịu ơn sâu của Uông bang chủ, đã chuyển chức vị bang chủ cho mình. Chấp trưởng cái bang trong 8 năm qua, trải qua không biết bao nhiêu phòng bà bão táp. Trong thì hòa giải phân tranh, ngoài thì đánh lui cường địch, trước sau hết lòng hết dạ chăm lo không chút tâm tư nào. Trong bấy nhiêu năm, ông chỉnh đốn lại cho bản bang ngày thêm hưng vượng, danh tiếng trên giang hồ nổi như cồn. Nghĩ lại phận mình, chỉ có công mà không có tội. Sao thật bất ngờ, có bao nhiêu người âm mưu phản loạn là thế nào? Nếu bảo là toàn quan thanh mang dạ xấu xa toan tính, chuyện khuynh loát bản bang, thì sao những người như hề trưởng lão, Tống trưởng lão hoặc người tính tình thẳng thắn như Ngô trưởng lão cũng tham gia vào chuyện này? Chẳng lẽ mình vô ý làm chuyện gì không phải với anh em cho cho chí mình cũng không hay biết. Lữ Trường cào giọng nói: "Hỡi các anh em, kiều bang chủ kế nhiệm Uông bang chủ làm thủ lãnh bản bang, chẳng phải là dùng mưu dùng trước mà đoạt lấy, dùng thủ đoạn bất chính chiếm được địa vị. Năm xưa Uông bang chủ đã thử ông ta ba chuyện khó khăn, sai lập bảy đại công lao, lúc đó mới truyền thụ đả cầu bổng. Năm xưa Thái Sơn đại hội, bản bang bị người ta vây đánh." ở vào cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm, đều nhờ Kiều Bang Chủ đánh bại chín tên cường địch mới chuyển nguy thành an. Chuyện đó, nhiều anh em đã chính mắt tận thấy rồi. Trong 8 năm qua, danh tiếng của bản bang ngày càng lúc càng nổi. Ai mà chẳng biết đó là nhờ công của Kiều Bang Chủ chủ trì. Kiều Bang Chủ đãi người nhân nghĩa, xử sự, sự công minh. Chúng ta ủng hộ còn chưa xong. Lại có kẻ tâm địa, mập mờ tối tăm Âm mưu phản loạn. Toàn quan thanh, người nói ra cho mọi người cùng nghe xem nào. Toàn quan thanh, bị Kiều Phong vỗ vào huyệt á Nguyệt. Những lời Lữ Trương nói ra, y nghe rõ mồn một, một, nhưng không cách nào mở miệng trả lời. Kiều Phong bước lên vỗ nhẹ lên lưng y hai cái, giải huyệt cho y nói. Toàn đa chủ, Kiều Phong này làm chuyện gì không phải với các anh em. Xin công khai tận mặt nói ra, không phải e ngại cũng đừng úy kỵ làm chi. Toàn quan thanh đứng nhòm lên, nhưng đùi vẫn còn tê dại. Một bên gối lại khuỵu xuống lớn tiếng đáp. Chuyện không phải đối với anh em. Lúc này ông chưa làm, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ làm. Y nói xong câu đó lúc này mới gượng đứng lên được. Lữ Trương lạnh lùng nói. Chỉ nói năng láo lếu. Nhiều bang chủ xử sự quang minh lỗi lạc. Trước nay chưa từng làm sai chuyện quấy thì sao? Thì sau này cũng đâu có tệ bạc. Người chỉ do một lời, toàn vô chứng cứ như thế. Để động nhân tâm phản bội bang chủ. Ta nói, thẳng cho mà nghe, cái tiếng đồn đó cũng đã đến tai ta rồi. Nhưng lão tử chỉ coi như là lời bá láp, đánh cho cái đứa nói năng nhăng nhịt một quyền gãy ba rẻ xương sườn. Chỉ có đứa mê muội hồ đồ mới nghe lời đồn nhảm Người nói qua nói lại cũng chỉ có mấy câu đó thôi. Mau tự xử đi cho xong. Hiểu Phong nghĩ thầm. Thì ra, ở sau lưng ta, đã có những lời bất lợi. Lữ trưởng lão đã nghe thấy rồi. Có điều không tiện nói cho ta hay. Thế thì hẳn là chuyện khó nghe lắm. Đại trưởng phu đâu có chuyện gì phải giấu, không nói được cho người khác nghe. Ông bèn từ tốn nói. Lữ trưởng lão. Ông không phải gấp gáp. Cứ để cho toàn đà chủ từ đầu chí cuối nói rõ minh bạch xem ra sao ngay cả hề trưởng lão tống trưởng lão cũng chống lại tôi át hẳn kiều phong này có chuyện gì không phải tống trưởng lão nói là chống lại bang chủ quả là điều sai trái ông không cần phải nói thêm khi nào tuyên án xong rồi ta sẽ cắt cái đầu nằm trên cái cổ rụt này đưa lên ông là xong lời nói ông ta nghe thật tức cười có điều ai nấy nghe ra thật chua xót nên không ai nở tiếng cười cả lữ trương nói bang chủ nói vậy phải lắm toàn quan thanh ngươi nói ra đi toàn quan thanh thấy bốn vị trưởng lão hệ tống trần ngô đồng mưu với mình đều đã bị trói thật thua không còn đường gỡ nhưng sự đời còn nước là còn tát lớn tiếng nói mã phó bang chủ bị người ta sát hại tôi tin là do sự sắp xếp của kiều phong kiều phong giật nảy người hoảng hốt hỏi lại cái gì? Toàn quan thanh đáp. Người xưa nay chán ghét mã phó bang chủ, nên không thể không nhổ cái gai trong mắt càng sớm càng tốt, để cho ngôi vị bang chủ của ngươi được yên ổn. Hiểu Phong chậm rãi lắc đầu. Không phải thế, ta với mã phó bang chủ giao tình tuy không thân thiết, nói năng không hợp tính nhau, nhưng xưa nay chưa từng có ý muốn hại ông ta. Nếu như thế, có đất trời chứng giám. Kiểu Phong này, nếu có ý hại mã đại nguyên, thì ta thân bại danh liệt, chịu ngàn vạn mũi dao để cho anh hùng thiên hạ phỉ nhổ. Mấy câu đó nghe thật thành khẩn, đầy vẻ anh hùng khí khái, không một ai dám tỏ vẻ hoài nghi. Toàn quan thanh lại tiếp. Thế tại sao? Tất cả chúng ta cùng kéo dốc xuống cô tô, kiếm nhà mộ dung báo thù. Ngươi lại năng nặc hết lần này đến lần khác kết cấu với địch. Y chỉ vào bọn ba người vừa ngữ yên nói ba cô này là gia nhân quyến thuộc là gia nhân quyến thuộc dòng họ mộ dung phục người chăm sóc bảo vệ lại chỉ vào đoàn sự nói con gã này là bằng hữu của mộ dung phục người lại kết làm anh em đoàn dự xua tay liên tiếp nói sai bét sai bét ta nào có phải là bằng hữu của mộ dung phục ta đã gặp mộ dung công tử bao giờ đâu còn ba vị cô nương này nói là gia nhân thân thích của mộ dung công tử thì còn có lý chứ nói là quyến thuộc thì chưa hẳn. Chàng nghĩ bụng, Vương Nghĩ Yên chỉ là thân thích của mộ dung phục, chứ đâu đã là quyến thuộc. Hai đằng khác xa nhau, không thể không biện bạch. Toàn quan thanh đáp. Sai bét sai bét, báo bất đồng hiện là trang chủ Kim Phong Trang. Nhất trận phong phong ba ác là trang chủ huyền xương Trang, đều là thuộc hạ của mộ dung phục. Hai đứa nó nếu không được kiểu phong giải vây, thì một đứa đã bị loạn đao phân thi một đứa chúng độc chết tươi rồi. Chuyện đó ai ai cũng chính mắt trông thấy. Ngươi còn chối vào chỗ nào nữa đây? Hiểu Phong từ tốn đáp. Cái bang chúng ta khai mở đã mấy trăm năm, được tôn kính trên chốn giang hồ. Chẳng phải vì mình người đông thế mạnh, võ công cao cường, mà vì chúng ta hành hiệp trượng nghĩa chủ trì công đạo. Toàn đà chủ, ông trách ta che chở cho bộ ba cô gái này quả là đúng lắm. Ta thực có che chở cho họ không chỉ vì đã quý trọng cái tiếng tăm của bàn bang mấy trăm năm qua đã chẳng nỡ để cho thiên hạ anh hùng bảo là các trưởng lão cái bang súm nhau hiếp đáp ba cô gái nhỏ dại hệ tống trần ngô bốn trưởng lão có ai không là tiền bối vọng trọng của võ lâm cái danh dự của cái bang và bốn trưởng lão ông coi là nhẹ nhưng anh em trong bang có ai mà không coi trọng mọi người nghe thấy mấy câu đó ai nấy liếc nhìn bọn vương ngữ yên ba cô gái vài lần đều cảm thấy thật là có lý. Nếu việc mình làm khó mấy, người này trên thuyền, người này chuyển ra ngoài, thì thanh danh của cái bang bị tổn thương rất lớn. Bạch Thế Kính nói, Toàn quan thành, ngươi còn gì để nói nữa chăng? Ông quay sang nói với Kiều Phong, Bang chủ, cái thứ đồ không biết đại thể này, không việc gì phải nhiều lời với chúng. Cứ chiếu theo tội phản nghịch trong bang quy mà trừng trị. Kiều Phong nghĩ thầm, Bạch trưởng lão nhất quyết xử tử toàn quan thanh càng sớm càng tốt, để y khỏi thổ lộ chuyện bất lợi cho ông ta. Chuyện bất lợi cho ta, ông dõng dạc nói. Toàn đa chủ lôi kéo được bấy nhiêu người âm mưu nổi loạn, hẳn phải có nguyên nhân cực kỳ trọng đại. Đại trưởng phu hành sự, đúng thì bảo đúng, sai thì bảo sai. Hỡi các anh em, kiều phong này làm gì sai sót? Có gì? Không phải, xin tất cả mọi người nói cho rõ ràng. Ngô trưởng lão chẹp miệng, thở dài nói, bang chủ. Hoặc ông là người đại gian hùng giả ngây giả điếc. Hoặc là hào hán tử bụng dạ thẳng thắn. Ngô trưởng phong này không thể nào biết được. Ông hãy cứ đem ta giết quách đi cho xong. Hiểu phong trong lòng càng thêm nghi hoặc hỏi lại. Ngô trưởng lão, vì cớ gì, ông lại bảo tôi là kẻ đại bịp là sao? Ông, ông có chỗ nào mà lại có bụng nghi ngờ tôi? Ngô Trường Phong lắc đầu nói. Chuyện này nói ra liên quan quá nhiều. Nếu như truyền ra ngoài, cái bang không còn chỗ nào mà ngóc đầu lên được. Người ta sẽ coi chúng ta chẳng còn ra gì nữa. Bọn ta vốn định một dao giết người đi thế là xong. Kiểu Phong lại càng như rơi vào trốn mây mù, không hiểu đầu đuôi ra sao, lẩm bẩm. Vì sao vậy? Chuyện gì thế này? Ông ngẩng đầu lên nói ta cứu hai viên đại tướng, thủ hạ của mộ dung phục. Các ông nghĩ ta kết cấu với họ, phải không nào? Thế nhưng, các ông đã mưu tính phản loạn trước rồi. Chuyện cứu người là về sau. Hai chuyện này có liên can gì tới nhau đâu. Hơn nữa, chuyện này sai đúng thế nào. Lúc này đâu đã loan quyết được. Vì ta sớm biết mõ phá bang chủ. Mã phó bang chủ không phải là do mộ vung phục làm hại. Toàn quan thanh lại hỏi. Làm sao ngươi biết? câu hỏi đó y đã hỏi một lần rồi nhưng rồi hết chuyện nọ qua chuyện kia chưa có câu trả lời lúc này y lại đề cập đến kiều phong đáp ta nghĩ mộ dung phục là đại anh hùng hảo hán tử không lẽ lại ra tay sát hại mã nhị ca vương ngữ yên nghe kiều phong khen biểu ca mình là đại anh hùng hảo hán tử khiến lòng mừng như chảy hội nghĩ bụng vị kiều bang chủ này quả thực là đại anh hùng hảo hán tử. Còn đoàn dự hơi trao mày thầm nghĩ. Chưa chắc, chưa chắc, bộ dung phục đã thấy gì là đại anh hùng hảo hán tử đâu. Toàn quan thành nói. Trong mấy tháng qua, trên giang hồ, cao thủ bị hại không phải là ít, đều chết vì thành danh tuyệt kỹ của chính mình. Ai chẳng biết, đó là đồng thủ của nhà mộ dung đất cô tô. Mục đích hiển nhiên là khoe tài lập uy muốn mọi người trong võ lâm phải khuất phục, sợ tới mức không dám phản kháng, chờ nhận cờ màu đen của nhà họ Mộ Dung. Từ nay về sau, phải nghe lệnh của hắn. Cô Tô Mộ Dung phải làm võ lâm trí tôn, dã tâm ngang ngược này. Có ai mà không biết, hành vi tàn ác ra tay giết bằng hữu võ lâm như thế. Có chỗ nào mà bảo là anh hùng hào hán chứ? Kiểu Phong chậm rãi, đi qua đi lại trên quảng trường nói. Này các anh em, Hôm qua lúc xế chiều, ta ngồi trên vọng giang lâu ở đất giang âm, cạnh sông Trường Giang uống rượu. Gặp một nho sinh trung niên, một hơi uống hết 10 bát liệt tiểu. Mặt không đổi sắc, quả là tiểu lượng cao, hảo hán tử. Đoàn dự nghe nói đến đây, không khỏi mỉm cười nghĩ thầm. Thì ra, hôm qua đại ca đã cùng với người ta uống rượu thi rồi. Người ta tiểu lượng cao, uống rượu sảng khoái, anh ta thích thú bèn khen ngay là hào hán tử e rằng như thế thật là hời hợt quá lại nghe kiều phong kể tiếp ta cùng y đối ẩm ba bát nói chuyện nhân vật võ lâm giang nan y tự cho rằng mình trường pháp đứng thứ nhì còn thứ nhất là mộ dung phục mộ dung công tử ta liền cùng y đối ba trường trưởng đầu và trưởng thứ hai y đỡ được đến trường thứ ba tay trái y cầm bát rượu bị chấn động vỡ nát miệng bát văng lên mặt chảy máu đầm đìa thầy y thần sắc vẫn như thường nói tiếc quá tiếc quá uổng mất một bát rượu ta nổi bụng yêu tài không đánh ra trưởng thứ tư nói các hạ trưởng pháp tinh rượu quả không hổ cái tên giang nam đệ nhị y bèn đáp giang nam thứ hai nhưng trong thiên hạ thì hạng bét ta nói Quynh đài bất tất quá khiêm nhường cứ trưởng pháp mà luận huynh đài đúng là một cao thủ hạng nhất y nói thì ra kiều bang chủ của cái bang đây huynh đệ thua mười phần bội phục cũng may ông ra tay nhẹ đòn nếu không để ta bị thương ta kính thêm ông một bát nữa hai người uống thêm ba bát nữa lúc chia tay ta hỏi y họ tên là gì nói họ kép là công giã đơn danh can can đó phải theo nghĩa là càn khôn Mà là chữ can trong can bôi Y bảo y là thuộc hạ của mộ dung công tử Trang chủ xích hà trang Mời ta đến trang viện của y uống rượu ba ngày Hỡi các anh em Người như thế anh em nghĩ sao Có đáng để kết bạn không Ngô trưởng phong hăng hái đáp Gã công giã càn đó Quả là hảo hán tử Hảo bằng hữu Bang chủ Bao giờ có dịp Ông cho tôi gặp mặt y để tôi cùng hắn đấu ba trưởng. Ông ta quên rằng mình đang mang tội đại phạm thượng tác loạn, là kẻ tù dưới bệ, trong chốc lát sẽ bị xử tử hình. Nghe nói, có người nói năng anh hùng như thế, chợt nổi bụng muốn kết giao. Kiểu Phong mỉm cười, trong bụng, trong bụng than thầm. Ngôi Trường Phong hào sảng thống khoái, vô ý để rơi vào cái âm mưu phản nghịch này. Tống trưởng lão hỏi lại. Bang chủ rồi sau ra sao? Hiệu Phong đáp, ta cùng công giá càn cáo biệt rồi. Liền thẳng đường đi vô tích, đi tới canh hai, bỗng nghe có tiếng hai người ở trên lầu, một chiếc cầu nhỏ đã cãi nhau om tỏi. Khi đó, trời đã tối mịt, sao lại còn người tranh biện gì đây? Ta thấy lạ nên mới lên xem thử. Thì ra, chiếc cầu đó là một thân cây bắc ngang qua, một đầu là một hán tử mặc áo đen, đầu kia là một người nhà quê, Vài gánh một gánh phân. Hai người đang giành đường. Người áo đen bảo gã nhà quê lùi lại, vì y tới đầu cầu trước. Gã nhà quê thì bảo y đang gánh nặng, không thể nào lùi được. Vậy người áo đen phải nhường đường. Người áo đen nói, chúng mình ở đây từ canh một sang canh hai, thì cứ đứng cho tới lúc trời sáng, chứ ta nhất định không nhường ai. Người đông phu nói, người sợ Người không sợ người cất thối thì cứ đứng ở đây. Người áo đen lại đáp. Người gánh phân không sợ đau vai thì cứ đứng ở đây mà chịu cho tới sáng. Ta thấy tình hình như thế thật tức cười, nghĩ bụng. Người áo đen này tính tình cố chấp thật. Lùi lại vài bước nhường cho người ta một tí thì đã chết chóc gì. Chứ mà đứng chăm bẩm đối diện với gã ở gánh phân kia có gì là thú vị. Nghe giọng lưỡi hai người thì họ đã đứng đây một canh rồi. Ta nổi tính hiếu kỳ, cũng muốn xem kết quả ra sao. Để xem cuối cùng người áo đen sợ hôi thối phải bỏ cuộc, hay người nhà quê phải chịu thua. Ta cũng không muốn ngửi mùi hôi nên đứng xa xa trên đầu gió. Chỉ nghe hai người, một anh một câu, tôi một câu, giọng thổ ngữ Giang Nam, ta nghe cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đâu đó đại khái nói mình là có lý hơn. Gã nhà quê kia cũng quả là cứng cổ gánh phân từ vai trái đổi sang vai phải, lại từ vai phải đổi qua vai trái, nhưng nhất định không chịu lùi một bước. Đoàn dự nhìn vương ngữ yên, lại nhìn hai nàng A Châu A Bích, thấy ba cô gái mùm mỉm cười lắng tai nghe, xem chừng vô cùng thú vị nghĩ thầm. Hiện nay trong bang đang cơn đại loạn, tình thế cực kỳ khẩn cấp, kiểu đại ca anh hùng như thế, sao vẫn còn tính trẻ con? Ngờ đâu tất cả Mấy trăm bang chúng Cái bang ai nấy chăm chú theo dõi câu chuyện Chẳng ai xem câu chuyện của Kiều Phong là nhạm chán Kiều Phong lại tiếp tục Ta đứng coi một hồi mới thấy kinh ngạc Phát giác gã áo đen kia đứng trên cầu Chiếc cầu khỉ Thân hình vững trái như núi Chính là một người mang võ công thượng thừa Còn người gánh phân nhà quê kia Thì chỉ là một người bình thường Tuy vạm vỡ rắn giỏi nhưng không biết chút võ công nào ta càng xem càng thấy kỳ quái nghĩ thầm võ công người áo đen kia ghê gớm như thế chỉ cần giơ một ngón tay ra đẩy nhẹ một cái là gã kia cả người lẫn phân rơi tòm xuống rạch nhưng y lại không dở võ ra với một cao thủ như vậy y phải là người hàm dưỡng cực cao nếu như không chịu nhường đối phương thì chỉ cần nhảy phẹt một cái là vọt qua đầu người ta dễ dàng. Vậy mà y lại nhất định ăn thua, đủ với người gánh phân, quả là nực cười. Lại nghe người áo đen cao giọng nói, Này, nếu ngươi không nhường đường cho ta, ta chửi cho mà xem. Người nhà quê kia cũng chẳng vừa. Chửi thì chửi, ngươi biết chửi dễ thường ta chịu nhịn hay sao? Thế là y, mồm năm miệng mười cất tiếng chửi trước người áo đen cũng chẳng kém một câu. Anh một câu, tôi một câu. Bao nhiêu tiếng bẩn thỉu lôi ra hết. Hai người chửi nhau bằng tiếng giang nam. Ta nghe mười câu, chẳng hiểu được một. Hai người rủa xả độ nửa giờ. Người nhà quê đã mỏi lắm rồi. Người áo đen nội lực sung mãn nên vẫn thần khí đầy đủ. Ta xem người cái gánh phân lảo đảo. Xem chừng chỉ độ thời gian uống một chén trà là sẽ ngã nhào xuống sông. Đột nhiên, người nhà quê thò tay vào thùng cất, bốc ra một nắm ném luôn vào mặt người áo đen. Người áo đen đâu có ngờ, y lại dở ra cái trò bẩn thỉu như thế. Đang ở trên chiếc cầu độc mộc, không thể tránh né. Ôi trời, một tiếng, mặt đã trúng ngay cái bãi phân. Ta kêu lên, chào ơi, gã này tự tìm cái chết, còn trách ai được nữa. Người áo đen kia nổi hung lên, giơ tay toan đánh xuống đầu người gánh phân đoàn dự tuy nghe hạt tai kiểu phong kể chuyện nhưng mắt chỉ nhìn thấy vương ngữ yên hé đôi môi anh đào hết sức chăm chú lắng tai nghe chàng lại thấy a châu a bích hai người nhìn nhau mỉm cười dường như đã biết cả rồi lại nghe kiều phong kể tiếp biến cố đó xảy ra quá nhanh vì ta sợ phải ngửi mùi hôi nên đứng cách xa trên mười trượng muốn cứu người nhà quê cũng không thể nào kịp được ngờ đâu người áo đen kia trưởng dơ lên sắp đánh xuống đầu người gánh phân đột nhiên ngừng tay giữa chừng cười ha hả nói lão huynh người với ta xem ai lì hơn ai thế thì ai thắng nào người nhà quê kia quả là cứng đầu thì thua rõ ràng rồi nhưng nhất định không nhận nói ta phải gánh phân nên ngươi mới được lợi thế có giỏi thì ngươi gánh phân đi ta đứng không xem ai thua ai được người áo đen kia đáp nói thì làm y giơ tay nhấc gánh phân lên vai người kia duỗi thẳng ra cầm vào giữa đòn gánh để nằm ngang như thế người nhà quê thấy y chỉ một tay cầm gánh phân cánh tay thẳng băng không khỏi ngẩn người lắp bắp người 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 áo đen mỉm cười ta à, chỉ cầm thế này chẳng cần đổi tay hai người đứng đây để xem ai thua thì người đó phải ăn hết gánh cứt này người kia thấy y chỗ chút thần công như vậy nào có dám cùng y tranh tài hơn thua, vội vàng lùi lại. ngỡ đâu luống cuống làm sao, bước hụt một cái, rơi tòm ngay xuống rạch. Người áo đen thỏ tay, nắm cổ áo y, nhấc lên, dơ thẳng ra. Thế là, một bên tay cầm gánh phân, một bên tay cầm người nhà quê, cười ha hả nói, thú quá, thú quá. Y tung người một cái nhẹ nhàng, nhảy qua bờ bên kia, để cả người nhà quê lẫn gánh phân xuống thi triển kinh công chạy vụt vào trong khu rừng. Người áo đen kia bị ném cứt vào mồm, nếu như muốn giết người nhà quê thì chỉ cần giơ tay một cái là xong. Cũng không ai bảo là y vô cớ hành hung, hoặc như đấm mấy cái thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng y không hề cậy mạnh mà hiếp đáp người yếu, người đó quả cũng đặc biệt. Ở trong võ lâm thực là khó kiếm. Hỡi các anh em, Việc này chính mắt ta trông thấy ta với y cách nhau xa quá. Chưa chắc y đã phát hiện tung tích của ta để mà phải giữ ý giữ tứ. Một người như thế liệu có phải là một hảo băng hữu, hảo hán tử chăng? Cả bọn ngô trưởng lão, trần trưởng lão, bạch trưởng lão, ai nấy cùng gieo lên. Quả đúng như thế, thực là một hảo hán tử. Trần trưởng lão nói thêm. Tiếc thay, bang chủ không hỏi họ tên y để mọi người cùng biết trong võ lâm giang nam lại có một người được như thế kiểu phong vẫn chậm rãi nói vị bằng hữu đó mới rồi vừa cùng trần trưởng lão động thủ nhưng bàn tay bị bò cạp độc cắn trần trưởng lão kinh ngạc hỏi là nhất trận phong phong ba ác đấy ư kiểu phong gật đầu chính thị đoàn dự bấy giờ mới hay kiểu phong sở dĩ kể đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện chỉ vì muốn tường thuật tính cách của phong ba ác. Nghĩ thầm, người này mặt mũi khó coi, thích đánh nhau, ưa hoạt náo, nhưng thiên tính cực kỳ lương thiện. Đúng là xét người không nên xét bề ngoài. Hóa ra, vương ngựa yên chăm chú đứng nghe, còn A Châu A Bích, hai nàng mủ mỉm cười, cũng là vì đã biết rõ tính tình phong ba ác, nên hiểu ngay người làm chuyện ngược đời như thế. Đúng là y rồi, nhất định không thể nào giết người vô tội. Lại nghe Kiều Phong nói tiếp Trần trưởng lão Cái bang chúng ta vẫn được coi là đệ nhất Đại bang trên giang hồ Ông lại là nhân vật quan trọng trong bản bang Giấu thân phận hay tên tuổi So với phong bà ác của Giang Nam Không kém chút nào Phong bà ác kia chịu nhục mà không giết hại Người không tên tuổi Lẽ nào cao thủ của cái bang Lại thua suốt người ta hay sao Trần trưởng lão mặt mày bẽn lẽn nói Bang chủ dạy trí phải ông bảo tôi đưa thuốc giải cho y, cũng chính vì danh phận tiếng tăm của tôi mà ra. Vậy mà, tôi lại không hiểu ý tốt của bang chủ, đem lòng oán trách, thật là ngu như con bò. Hiểu Phong đáp, nói tới danh tiếng của bản bang và thân phận của Trần Trường Lão cũng còn là chuyện thứ yếu. Chúng ta là người học võ, việc đầu tiên là không giết hại người vô tội. Dẫu cho Trần Trường Lão không phải là nhân vật đầu não trong bản bang, không phải là người tiếng tăm vang dội trên giang hồ cũng không thể chưa biết trắng đen phải quấy đã hại người ta trần trưởng lão cúi đầu đáp trần cô nhạn này biết lỗi rồi kiểu phong thấy câu chuyện của mình đã thuyết phục được cả người ngang ngại nhất trong tứ đại trưởng lão là trần cô nhạn trong bụng thật mừng chậm rãi nói tiếp gã công giã càn kia hào khí hơn người phong bà ác đen trắng phân minh bao bất đồng, tiêu sái phóng khoáng. Còn ba vị cô nương này ôn văn lương thiện. Những người đó, nếu chẳng phải là thuộc hạ, cũng là bà con bằng hữu Người đời thường nói, vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần thân, quần phân. Các anh em cứ bình tâm tĩnh khí mà xem. Bộ dung công tử quen biết giao thiệp với những người như thế. Không lẽ bản thân y lại là người hèn hạ vô liêm sỉ hay sao? Các cao thủ trong bang, ai nấy đều trọng nghĩa khí, quý bạn bè nghe ông nói quả có lý nên không ít người lên tiếng phụ họa toàn quan thanh lại nói bang chủ nếu cứ như ông ý thì kẻ sát hại mã phó bang chủ không phải là mộ dung phục hay sao hiểu phong đáp ta không dám nói mộ dung phục không phải là hung thủ sát hại mã phó bang chủ cũng không dám nói là chắc chắn y đã giết mã phó bang chủ việc báo kiều không phải là một ngày buổi mình cần phải tra xét cho rõ ràng nếu quả bộ dung phục là hung thủ thì nhất định sẽ bắt y để báo thù cho mã phó băng còn như không phải y thì cũng sẽ phải bắt cho bằng được hung thủ thực sự mới thôi còn như chỉ đoán xăng đoán bậy để đến nỗi giết hại người lành còn chân hung thủ vẫn đang tiêu dao tự tại đứng ngoài cười thầm cái bang hồ đồ vô năng chúng ta không những có lỗi với người bị chết oan có lỗi với mã phó bang chủ mà còn làm bại hoại tiếng thơm của cái bang nữa mọi người sẽ nói cái bang chúng ta hành sự lỗ mãng giết người lung tung lúc đó các anh em đi lại trên giang hồ bị người ta chửi mắng, che cười thì có sướng được hay không? quần hùng cái bang nghe vậy ai nấy chạy lòng truyền công trưởng lão giơ tay vuốt chòm râu lưa thưa dưới cầm nói lời đó quả là có lý năm xưa ta giết oan một người vô tội đến nay vẫn còn áy náy hừm vẫn còn khắc khoải chưa yên ngôi trưởng phong lớn tiếng nói bang chủ chúng tôi sở dĩ phản ông cũng vì tin lầm người khác tưởng là vì ông với mã phó bang chủ bất hòa nên ngầm cấu kết với thủ hạ của nhà mộ dung giết hại ông ta bao nhiêu chuyện cũng từ đó mà ra đến giờ nghĩ lại thấy mình quả là hồ đồ bạch trưởng lão xin ông đem đao pháp ra chiếu theo bang quy để cho chúng tôi tự xử bạch Thế kính mặt lạnh như tiền trầm giọng nói chấp pháp đệ tử đem pháp đao của bản bang ra chín tên thuộc hạ dưới quyền ông ta cùng đáp lời tuân lệnh mỗi người lấy trong túi đeo sau lưng ra một cái bao màu vàng mở ra lấy một thanh đoàn đao chín thanh đoàn đao sáng chói chép xếp ngay ngắn chiếc nào chiếc nấy giống hệt nhau dưới ánh lửa bập bùng lưỡi đao chiếu ra màu xanh biếc một tên chấp pháp đệ tử đem tới một cây gỗ. Chín người đồng thời cầm đao lên phập vào thân cây là đủ biết lưỡi dao đang sắc bén dị thường. Cả chín người dụng cùng gióng giạc kêu lên. Pháp đao đã xếp đủ, kiểm lại không có sơ sót gì. Bạch Thế Kính thở dài một tiếng tuyên án. Hệ tống trần ngô, bốn trưởng lão nghe lời đồn nhảm, mưu đồ phản loạn, làm nguy hại cho đại nghiệp của cái bang. Tội đáng một đao xử tử, đại trí phân đà đa chủ toàn quan thanh, truyền bá giao môn mê lòng mê hoặc lòng người xúi dục nổi loạn tội chịu chín đao xử tử đệ tử các phân đà tham dự đoàn đao đều có tội sau này tra cứu rõ ràng rồi xử tội từng người khi ông tuyên bố hình phạt mọi người ai nấy yên lặng không nói một lời trên giang hồ bất cứ bang hội nào tội bội phản bản bang mưu hại bang chủ thì đương nhiên bị xử tử không một ai dám có điều qua tiếng lại những người tham gia mưu toan chuyện này ai cũng biết cái hậu quả mà mình phải chịu hề trưởng lão hiên ngang bước lên khom lưng cúi chào kiệu phong nói bang chủ hề sơn hà có lỗi với ông xin tự xử lấy mình xin bang chủ biết cho sự hồ đồ của tôi mà tha thứ cho hề sơn hà này sau khi đã chết nói xong đi đến chỗ đặt pháp đao lớn tiếng nói Hề Sơn Hà tự xử lấy mình, chấp pháp đệ tử cởi trói cho ta. Một tên chấp pháp đệ tử đáp, vâng. Y tiến lên toan cởi dây trói, kiểu phong quát lên. Quá đã. Hề Sơn Hà mặt mày tái nhợt, run run hỏi. Bang chủ, tôi tội nghiệt lớn đến nỗi ông không cho tôi tự xử hay sao? Theo quy cụ cái bang, người phạm bang quy nếu tự xử đoán thì sau khi chết rồi vẫn còn thanh danh. Tội lỗi không được truyền ra ngoài. Trên giang hồ, nếu ai nhắc nhở đến hành vi xấu xa của y, thì cái bang sẽ ra mặt can thiệp. Hảo Hán trong võ lâm coi danh tiếng của mình cực kỳ quan trọng, không chịu để cho mình chết rồi mà người đời vẫn còn chê cười. Hề Sơn Hà thấy Kiều Phong ngăn không cho mình tự xử, không khỏi bàng hoàng sợ hãi. Kiều Phong không trả lời, đi đến bên cạnh Pháp Đào nói. 15 năm trước, người khất đan xâm nhập nhạn môn quan hệ trưởng lão hay tin ba ngày không ăn bốn đêm không ngủ liên tiếp chạy về thông báo quân tình khẩn cấp đường đi chết chín con tuấn mã chính bản thân ông cũng quá mệt nên bị nội thương hồng cả máu mồm chính nhờ thế mà quân nhà đại tống phòng bị kịp thời kỵ kị binh người hồ phải tháo lui đó là một đại công đối với đất nước tuy anh hùng trên giang hồ không biết được rõ ràng nhưng người cái bang chúng ta phải biết. Chấp pháp trưởng lão, hề trưởng lão là công lao thật lớn. Xin lại, xin ông xét lại, có thể đem công chuộc tội được không? Bạch Thế Kính đáp. Bang chủ nói thay cho hệ trưởng lão, lời lẽ quả thật hữu lý. Thế nhưng, bang đã có quy, quy phép. Đại tội phản bang quyết không được tha thứ. Dẫu có đại công cũng không được chuộc. Quy định thế, khỏi ai cậy mình có đại công màu hành sự sinh sự nguy hại đến cơ nghiệp trăm năm của bản bang bang chủ lời cầu tình của ông không hợp bang quy chúng ta không thể đi trái lại quy củ mấy trăm năm của tổ tiên để lại hệ sơn hà nở một nụ cười buồn bã nói chấp pháp trưởng lão nói quả không sai chút nào chúng ta đã lên đến chức trưởng lão trong bang có ai là không từng lập được công lao hãn mãn nếu như ai ai cũng kể lệ công lao thì còn ai phạm tội nữa? Bang chủ, xin ông thương cho tôi để tôi được tự xử lấy mình. Chỉ nghe mấy tiếng lách cách, sợi dây gân bò đang trói cổ tay ông ta bị đứt ra. Quần cái, ai nấy đều sườn lòng. Chiếc dây gân bò đó vừa dai vừa chắc. Dù có dùng dao sắc bén mà cắt, nhất thời chưa chắc đã được. Vậy mà, hệ Sơn Hà vung tay ra là đã đứt ngay. Quả thật, không hổ danh là thủ lãnh tứ đại trưởng lão của cái bang. Hề Sơn Hà tay vừa tự do dự, vừa tự do liền đưa tay cầm pháp đao lên tự xử lấy mình. Ngờ đâu có một luồng nội lực nhu hòa ập tới. Bàn tay còn cách đao pháp chừng một thước thì không lấy thêm được nữa. Chính là Kiều Phong không để cho ông ta tự lấy được con dao. Hề Sơn Hà mặt biến sắc kêu lên. Bang chủ, ông... Kiều Phong giơ tay ra rút lấy con đao ở phía trước Hề sơn hà kêu lên. Thôi rồi, thế là xong. Ta có ý muốn giết ông, thế này quả là báo ứng. Ông hạ thủ đi. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, nghe xoẹt một tiếng nhỏ, Kiều Phong đã đâm pháp đao vào vai trái của chính mình. Cả bọn ăn mày kêu lên thất thanh, không ai bảo ai cùng đứng bật dậy. Đoàn Dự hoảng hốt gọi. Đại ca, đại ca. Ngay cả Vương Ngữ Yên là một người ngoài cuộc thấy biến cố bất ngờ cũng tái mặt, một miệng kêu lên: "kiểu bang chủ, ông chớ nên kiều phong nói, bạch trưởng lão trong bang quy có một điều, bản bang đệ tử phạm quy không thể tha thứ được. bang chủ muốn khoan dung thì phải tự mình chảy máu mới rửa được tội cho người đó, có đúng không nào?" bạch thế kính mặt vẫn lạnh như tiền chậm rãi nói: "bang quy quả thật có điều đó, thế nhưng." Bang chủ tự mình chảy máu, để rửa tội cho người, cũng phải xem xét có đáng hay không." Hiểu Phong đáp, "Chỉ cần không làm tổn hại đến di pháp của tổ tông, thế là đủ rồi." Ta chảy máu rửa tội cho Hề trưởng lão, ông quay lại nói với Tống trưởng lão, "Tống trưởng lão, năm xưa chỉ điểm võ công cho tôi, tuy không có tiếng sư phụ, nhưng thực sự đã là thầy, chuyện đó là ân đức riêng đối với tôi." Nghĩ đến thuở nào, Uông Bang chủ bị năm cao thủ khất đan thiết kế bắt nhốt trong động Hắc Phong ở núi Kỳ Liên để uy hiếp cái bang, bắt phải đầu hàng. Uông Bang chủ thân hình lùn mập, Tống trưởng lão vóc dáng cũng giống đôi phần nên giả làm Uông Bang chủ cam chịu chết thay, nhờ thế Uông Bang chủ mới thoát hiểm. Sau này, tuy Tống trưởng lão trốn được về nhưng cũng chịu bao nhiêu khổ hình, công lao đó cả với quốc gia lẫn với bản bang bản nhân không thể nào miễn tội cho ông ta, không thể không miễn tội cho ông ta. nói xong rút thanh đao thứ hai, vùng lên nhẹ nhàng cắt đứt dây gân bò, chói tay tống trưởng lão, quay ngược đao lại đâm thanh đao đó vào vai mình. Tống trưởng lão lớn tiếng nói: bang chủ chính người đã lên động hắc phong núi kỳ liên để cứu tôi trở về, sao người không kể ra? tôi vạn lần không nên phản bội người mục quang kiều phong chậm chậm quay sang trần trưởng lão trần trưởng lão tính tình gàn bướng năm xưa có chuyện sai quấy với người thân phải thay họ đổi tên trốn đi sợ người ngoài nhắc đến vết thương trong lòng trong bụng vẫn thấp thỏm ngại kiều phong tinh minh nhìn ra được nên lúc nào cũng lạnh nhạt tránh né không gần gũi bây giờ thấy kiều phong quay sang nhìn mình liền lớn tiếng nói kiều bang chủ ta với ông không có giao tình gì bình thời đắc tội đã nhiều không dám mong ông lưu huyết xá tội ông ta lật một cái cánh tay từ đằng sau chuyển ra đằng trước nhưng cổ tay vẫn còn bị trói bằng dây gân bò thì ra môn thông tí quyền công của ông ta đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa hai cánh tay thu vào duỗi ra tùy ý Hụp người xuống vươn tay ra đã cầm được một thanh pháp đao kiểu phong vươn tay chộp bắt nhẹ nhàng, khéo léo, làm sao cướp ngay được con dao, dõng dạc nói. Trần trưởng lão, Kiều Phong này là một hán tử thô lỗ, không thích kết giao với những người tính tình cẩn thận, việc gì cũng dè dặt chu đáo, cũng không thích tính người chẳng biết uống rượu, không ăn nói, huyên thuyên, cười đùa vui vẻ. Đó cũng là thiên tính mà tôi không sao sửa được. Ta với ông tính tình không hợp nhau, bình thời ít khi trò chuyện. Ta cũng không ưa mõ phá bang, mã phó bang, chủ thành thử ra, mặt ông ta là lảng ngay. Hạ rằng đi kiếm mấy đệ tử một túi, hai túi nhậu nhẹt rượu chè Đụng đĩa thịt chó với nhau còn vui hơn. Cái tính khi đó ai cũng biết cả. Thế nhưng nếu nghĩ rằng ta vì thế mà muốn trừ khử ông hay mõ mã phó bang là cực kỳ sai lầm. Ông và mã phó bang chủ, lão thành chỉ trọng, chưa từng say xưa. Ấy là chỗ hay của hai ông kiểu phong này không sao bị kịp. Nói đến đây, ông lại cầm thanh pháp đao đâm vào vai mình rồi tiếp. Công lao đâm chết tả lộ phó nguyên soái nước khất đan ra luật đất bất lỗ. Người ngoài không biết, không lẽ ta không biết hay sao? Trong cái bang, liền có tiếng thì thầm to nhỏ. Thanh âm vừa hỗn loạn, vừa kinh ngạc, vừa bội phục, vừa tấm tắc. Thì ra, mấy năm trước, quân khất đan tấn công. Bỗng dưng mấy đại tướng bất ngờ bạo tử, gia quân bất lợi đành phải rút về, khiến cho đại tống thoát được một tai kiếp lớn. Trong số các đại tướng bị chết bất thình lình kia, có cả tả lộ phó nguyên soái gia luật bất lỗ. Trong cái bang, trừ vài nhân vật thủ lãnh tối cao, không ai biết đó là đại công của Trần Trường Lão. Trần Trường Lão thấy Kiều Phong tuyên dương công lao mình trước mặt mọi người. Trong bụng, hết sức cảm kích hạ giọng nhỏ nói. Trần Cô Nhạn này được Dương Thiên Hạ đều là nhờ vào đại ân đại đức của bang chủ, rồi lớn tiếng nói: bang chủ, công lao này là tôi làm theo bang chủ. Cái bang xưa nay ám trợ đại tống chống lại ngoại địch, bảo quốc hộ dân, nhưng vì không muốn cho kẻ địch giòm ngó, khiến có thể đem toàn lực đến đánh cái bang, nên tất cả các đóng góp dù thành hay bại cũng chỉ bàn thảo tính toán với nhau, không tiết lộ ra bên ngoài nên phần lớn giang hồ không ai biết đến đã đành mà ngay trong bang cũng vẫn giữ bí mật thần cô nhạn xưa nay kiêu ngạo vô lễ vẫn tự cho mình tuổi tác lớn hơn kiều phong kinh lịch ở trong cái bang cũng lâu hơn nhiều nên bình thời đối với ông không được khiêm tốn kính trọng lại có vài phần kiêu căng vô lễ quần cái ai ai cũng biết bây giờ thấy bang chủ không nghĩ đến hiểm khích cũ lại chịu đổ máu rửa tội cho mình nên hết sức cảm động Kiều Phong đến trước mặt Ngô trưởng lão nói: Ngô trưởng lão, năm xưa ông một mình chấn thủ, ải ưng sầu, chống lại các cao thủ trong nhất phẩm đường của Tây Hạ, khiến cho âm mưu ám sát Dương gia tướng công không thực hiện được. Chỉ cần một tấm ký công kim bài của Dương Nguyên soái ban công cho ông cũng đủ miễn tội cho ông ngày hôm nay rồi. Vậy đem ra cho ta xem nào. Ngô trưởng Phong đột nhiên mặt mày đỏ ké thần sắc cực kỳ bối rối, lắp bắp. Cái đó, cái đó, Kiều Phong nói. Chúng ta đều là anh em với nhau, Ngô trưởng lão có chuyện gì khó xử nói ra, không việc gì phải ngại. Ngô Trưởng Phong ấp úng. Cái ký công kim bài đó không dám giấu bang chủ. Cái đó, cái đó để mất lâu rồi không thấy nữa. Kiều Phong lạ lùng. Sao lại để mất? Ngô Trưởng Phong đáp. Chẳng biết tôi làm sao, ôi Y định, thần lớn tiếng nói. Hôm đó tôi thèm rượu quá, trong túi không có tiền. Đem kim bài đi cầm mất rồi. Kiều Phong cười ha hả nói. Sảng khoái thực, sảng khoái thực. Có điều như thế thật có lỗi với Dương Nguyên Soái. Nói xong, ông rút một thanh pháp đào, cắt đứt dây chói Ngô Trường Phong, rồi lại đâm vào vai trái của mình. Ngô Trường Phong lớn tiếng nói. Bang chủ đại nhân đại nghĩa, cái mạng của Ngô Trường Phong này là từ nay sẽ trao cho ông. Người ta có bảo ông là gì đi chăng nữa, ta sẽ không tin đâu. Kiểu Phong vỗ nhẹ lên vai ông cười nói. Chúng ta đã là dân ăn xin, nếu không có cơm ăn, không rượu uống, thì đi xin người ta, chứ đâu lại đi cầm kim bài. Ngô Trưởng Phong cười đáp. Người đời thường bảo là cơm no đã tử tế rồi, lại còn đòi rượu say nữa thì quá lắm, không cho xin cơm thì dễ lắm thay, xin rượu hồ dễ có người đem cho. Mọi người nghe y nói thế, ai nấy cười vang. Xin rượu uống bị người ta từ chối. Anh em ăn mày trải qua đã nhiều, nhất là Kiều Phong tha tội cho tất cả bốn trưởng lão, người nào cũng như chút được gánh nặng. Mọi người quay sang toàn quan thanh, nghĩ bụng y là người chủ mưu, suối bảy anh em nổi loạn. Kiều Phong dù có khoan hồng đại lượng đến đâu cũng không thể tha thứ cho y kiểu phong đi đến trước mặt toàn quan thanh nói toàn đà chủ ngươi có điều gì muốn nói chăng toàn quan thanh đáp tôi sở dĩ phản ông cũng vì giang sơn nhà đại tống vì cơ nghiệp lâu đời của cái bang tiếc thay kẻ đã nói cho tôi hay chân tướng thân thế của ông nay sợ bị giết nên không dám ra mặt ông cứ một đao giết tôi đi là xong kiểu phong trầm ngâm một hồi rồi nói thân thế của ta có chuyện gì không hay ngươi cứ việc nói ra. Toàn quan thanh lắc đầu. Tôi bây giờ nói năng không chứng cứ. Ai thèm tin, ông cứ giết tôi đi cho xong. Kiểu Phong trong bụng đầy nghi hoặc, lớn tiếng nói. Đại trượng phu, có chuyện cần phải nói thì cứ nói. Việc gì phải úp úp mở mở. Định nói rồi lại thôi. Toàn quan thanh, đã bảo là hảo hán, có chết cũng không sợ. Giá gì chuyện này nói ra mà phải cấm kỵ. Toàn quan thanh cười khẩy. Phải đấy, chết còn chẳng sợ thì con việc gì phải sợ nữa? họ kiều kia, người cứ thản nhiên vung đao giết người ta đi, để ta khỏi sống ở trên đời. mà nhìn thấy cái bang tốt đẹp này lọt vào tay quân hồ lỗ, giang sơn gấm vóc của đại tống rơi vào tay di địch. hiểu phong hỏi lại, cái bang tốt đẹp sao lại lọt vào tay hồ lỗ? người nói rõ ra xem nào. toàn quan thanh đáp, bây giờ ta có nói ra, các anh em ai mà tin được? lại tưởng toàn quan thanh này tham sống sợ chết, đặt điều bịa chuyện, ta đã sớm tìm cái chết rồi, lẽ nào lại để chết, đi còn bị người ta chửi rủa nữa." Bạch Thế Kính lớn tiếng nói. Bang chủ, tên này mở mồm nói năng láo lếu, một hồi e rằng bang chủ sẽ tha cho y đấy. Chấp pháp đệ tử đâu? Lấy pháp đao ra, hành hình." Một tên chấp pháp đệ tử đáp lời hùng dũng tiến ra, rút phát một đao pháp đi đến trước mặt toàn quan thanh kiểu phong chăm chăm nhìn mặt y thấy toàn quan thanh đầy vẻ công phẫn nhưng không có vẻ gì gian trá giảo hoạt cũng không sợ hãi hiển nhiên là có uẩn khúc bên trong trong lòng càng thêm nghi ngờ liền bảo tên đệ tử chấp pháp đưa pháp đao cho ta tên đệ tử đó tay cầm đao cung kính dâng lên kiểu phong cầm lấy pháp đao nói toàn đa chủ Ngươi bảo ngươi biết chân tướng thân thế của ta. Lại bảo chuyện này có liên quan đến an nguy của bản bang. Thực sự, chân tướng đó thế nào mà lại không dám thổ lộ. Nói tới đây, ông đút pháp đao trở vào bao, bỏ vào túi mình rồi nói. Ngươi xúi dục phản loạn, khó mà miễn tội chết. Hôm nay, ta tạm để đó, để khi mọi việc minh bạch rõ ràng, ta sẽ tự tay giết ngươi. Kiều phong này không phải là thứ mềm yếu như đàn bà, phải mua chuộc lòng người ta đã nhất quyết không tha cho ngươi thì có chạy đằng chơi cũng không thoát hút ngay đi cởi bỏ các túi trên lưng xuống từ nay trở đi cái bang không có còn người như ngươi nữa cái câu cởi bỏ các túi trên lưng xuống chính là ra lệnh trục xuất y khỏi cái bang trong cái bang ngoại trừ những người vừa gia nhập chưa có chức vụ gì ai ai trên lưng cũng có đeo túi vải nhiều thì chín cái ít thì một cái chứ xem nhiều ít mà định vị chức danh cao thấp. Toàn quan thanh nghe Kiều Phong bảo y bị cởi túi trên lưng xuống. Mắt liền lóe lên một tia hung dữ. Lập tức xoay người lại, đoạt lấy một thanh đao, nhắm ngay ngực mình mà đâm vào. Các bang hội trên giang hồ, nếu ai khi bị trục xuất khỏi bang, mối nhục đó thì không còn gì sánh bằng. Thả bằng đường trường sự tử. Sự tử còn dễ chịu hơn. Kiều Phong lạnh lùng nhìn y thử xem. "Y có dám đâm vào ngực hay không?" Toàn Quan Thanh cầm chặt thanh đao, tay không run chút nào, quay đầu lại nhìn Kiều Phong. Hai người chừng chừng nhìn nhau, trong giây lát, cả khu rừng hạnh không một tiếng động. Toàn Quan Thanh bỗng nói, "Kiều Phong, ngươi vẫn ung dung như thường, không lẽ ngươi thực sự không biết hay sao?" Kiều Phong hỏi lại, "Biết cái gì, ngươi nói đi." Toàn Quan Thanh mấp máy đôi môi, nhưng không nói ra thành tiếng chậm rãi để thanh đao trở lại chỗ cũ rồi từ từ cởi từng chiếc từng chiếc những chiếc túi trên lưng xuống cung kính xếp dưới đất hắn cởi từng túi hành động rất chậm có vẻ như không muốn toàn quan thanh cởi đến chiếc túi thứ năm bỗng nghe tiếng chân ngựa dồn dập từ phương bắc có người chạy đến kế đến là hai tiếng còi hiệu trong đám ăn mày lập tức có người huyết còi trả lễ kẻ cưỡi ngựa kia càng chạy nhanh hơn mỗi lúc một gần. Ngô Trường Phong lẩm bẩm: Có biến cố gì khẩn cấp nữa đây? Người cưỡi ngựa kia chưa đến nơi, đột nhiên từ phía đông cũng có tiếng ngựa chạy tới. Toàn Quan Thanh thấy có biến cố, liền không cởi túi trên lưng nữa, chậm rãi bước xuống trở lại bản đà. Kiều Phong nghĩ, lúc này cũng chưa vội truy cứu, tạm thời nhìn người đang tới rồi giải quyết sau. Chỉ trong giây lát, người cưỡi ngựa từ phương Bắc đã đến bên bìa rừng. Một người phóng ngựa chạy thẳng vào, xoay mình nhảy xuống. Người đó mặc áo thụng, y phục thật là sang trọng. Nhưng nhanh như chớp cởi ngay áo ngoài để lộ ra bên trong áo vạ áo vá. Chính là người của cái bang. Đoàn dự hơi suy nghĩ lập tức hiểu ra. Người của cái bang cưỡi ngựa rất dễ khiến cho người ta chú ý. Qua phủ thể nào cũng giữ lại chấn lại tra vấn hành sách. Nhưng đã đưa tin tất phải chạy cho nhanh, nên phải ăn mặc như kẻ phú thương giàu có. Bên trong vẫn mặc áo vá, để tỏ mình không vong bản. Người đó đến trước mặt đà chủ đại tín phân đà, cung kính trình lên một cái túi nhỏ nói. Khẩn cấp quân tình. Y chỉ nói được bốn chữ rồi thở không ra hơi. Đột nhiên con ngựa y cưỡi, đến hí lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra đất dãy mấy cái chết ngay kẻ đưa tin kia cũng loạng choạng gục luôn xuống chẳng nói cũng biết cả người lẫn ngựa chạy đường xa không nghĩ đã kiệt sức cả rồi đại tín đà chủ nhận người đưa thư là một trong số bang chúng gửi qua tây hạ dò thám tin tức tây hạ vẫn bình thường hưng binh xâm phạm cảnh giới chiếm đất quấy nhiễu lương dân nhưng không hại như người đất người khất đan cái bang vẫn thường san dặn sai gián điệp qua Tây Hạ nghe ngóng tình hình. Y thấy người này bất kể sống chết, chạy về đủ biết tin tức cực kỳ trọng yếu, lại cực kỳ khẩn cấp, nên không mở ra, đem luôn chiếc túi trình cho Kiều Phong nói. Đây là quân tình khẩn cấp của nước Tây Hạ. Tín sứ là người đi theo anh em, dịch đại hổ sang bên đó. Kiều bang chủ, viên sáp truyền tin là quân tình đại sự. Người không được coi. Mọi người đều giật mình kinh hãi nhìn lại thấy người đó, đầu râu tóc bạc, mặc một chiếc áo rách nát, lại là một người ăn mày đã thật già. Chuyển công chấp pháp, hai vị trưởng lão cùng đứng lên nói. Có chuyện gì mà từ trưởng lão phải đại giá quang lâm? Quần cái thấy từ trưởng lão đến, đến ai nấy đều kinh động. Vị từ trưởng lão này ở trong cái bang, bối phận cực cao năm nay đã 87 tuổi. Uông bang chủ tiền nhiệm vẫn tôn sưng là sư thúc trong cái bang ai ai cũng đều là hậu bối của ông ta ông ta quy ẩn đã lâu xưa nay không màng đến thế sự kiểu phong truyền công chấp pháp các trưởng lão hàng năm đến thăm hỏi cũng chỉ nói chuyện thông thường trong bang không ngờ giờ phút nào ông lại đến đây ngăn kiểu phong không cho đọc quân tình nước tây hạ khiến mọi người ai nấy đều ngạc nhiên kiểu phong lập tức nắm chặt tay nắm chặt tay giữ tờ giấy lại khom lưng thi lễ nói từ trưởng lão khỏe chứ nói xong ông mở tay ra đưa tờ giấy đến trước mặt từ trưởng lão kiểu phong là bang chủ cái bang bối phận tuy có thấp hơn từ trưởng lão nhưng khi gặp đại sự trong bang thì vẫn phải do ông ta ra lệnh không nói gì từ trưởng lão chỉ là một tiền bối đã thoái ẩn dẫu có những vị bang chủ đời trước phục sinh thì địa vị cũng phải ở dưới Ngờ đâu, tử trưởng lão không cho Kiều Phong đọc quân tình nước Tây Hạ. Ông ta không kháng cự chút nào, mọi người đều thật kinh ngạc. Tử trưởng lão nói, xin lỗi nhé. Ông cầm ngay tờ giấy trong tay Kiều Phong, nắm chặt trong tay trái. Kế đó đưa mắt nhìn khắp lượt những người trong cái bang, dõng dạc nói. Di xương của mã đại nguyên mã huynh đệ là mã phu nhân sẽ tới ngay để trần thuyết cùng với tất cả quý vị Xin mọi người đợi bà ta một lát có được không? Mọi người đưa mắt nhìn Kiều Phong, xem ông ta xử trí ra sao. Kiều Phong bụng đầy nguy nghi hoặc nói. Nếu như việc này có liên quan trọng đại, thì mọi người có đợi một chút cũng không sao. Từ trưởng lão đáp. Việc này có liên quan trọng đại. Ông nhắc lại mấy chữ đó mà không giải thích như thế nào. Chỉ quay sang thi lễ với Kiều Phong tham kiến bang chủ, rồi ngồi nhích sang một bên đoàn dự thừa cơ tán cẫu với vương ngữ yên mấy câu ghé tai nàng nói nhỏ vương cô nương chuyện trong cái bang thật là rắc rối chẳng hay mình tránh ra một bên hay đứng ở đây xem thế nào vương ngữ yên cho mày đáp mình là người ngoài đúng ra chẳng nên nghe chuyện mật cơ đại sự của người ta có điều có điều chuyện tranh chấp của họ có liên quan đến biểu ca của tôi nên tôi muốn xem thế nào đoàn dự liền phụ họa đúng đây vị mã phó bang chủ này cứ như họ nói là bị biểu ca cô giết chết ấy để lại một người vợ quá không nơi nương tựa xem ra thật là đáng thương vừa ngự yên vội đáp không không đâu mã phó bang chủ không phải do biểu ca tôi giết kiểu bang chủ chẳng nói rồi đấy sao ngay lúc đó lại có tiếng vó ngựa vang lên hai người cưỡi ngựa chạy đến khu rừng hạnh người của cái bang tụ hội nơi đây bên đường hẳn để nghe những ký hiệu chung quanh có những người tiếp dẫn chặng đường phòng địch, nhân tiến công. Ai cũng tưởng một trong hai người đó phải là quả phụ Mã Đại Nguyên. Nào ngờ người ngồi trên lưng ngựa lại là một ông già và một bà lão. Người đàn ông thân phận, người đàn ông thân thể nhỏ bé, còn người đàn bà thì lại cao to. Hai bên tranh lệch thật là tức cười. Hiểu Phong vội đứng lên nói. Hiền kháng lệ đàm công, đàm bà ở sung tiêu động thái hàng sơn giá lâm kiều phong này không ra nghênh đón xin tạ lỗi nơi đây từ trưởng lão truyền công chấp pháp và các trưởng lão khác cũng vội vàng đứng lên thi lễ đoàn dự thấy cảnh tượng đó đoán chừng đàm công đàm bà phải là những nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm đàm bà nói kiều bang chủ trên vai ông có đeo mấy món gì thế kia bà vươn tay ra nhổ luôn bốn chiếc đao ra thủ pháp thật là nhanh nhẹn. Bà ta vừa rút dao ra, đàm công liền thò tay vào túi, lấy ra một cái hộp nhỏ, mở nắp, thò ngón tay quét chút thuốc cao, chét lên vai kiểu Phong. Kim Sang vừa đổ lên, máu tại vết thương, đã chảy ra như suối liền ngừng lại. phụ pháp rút đao của đàm bà, nhanh nhẹn hiếm có trên đời, nhưng cũng chỉ có một môn võ công. Còn như đàm công, lấy hộp mở ra, mở nắp, quẹt thuốc, chét cao, cầm máu. Những động tác đó thật là nhịp nhàng. Tuy nhanh thật đấy, nhưng ai nấy đều nhìn rõ ràng, chẳng khác gì người làm ảo thuật. Thuốc cầm máu thần hiệu thật khó mà tưởng tượng nổi. Bôi đến đâu, máu ngừng chảy tới đó không phải làm đến lần thứ hai. Kiều Phong thấy đàm công đàm bà, không hỏi đầu đuôi câu chuyện, đã giúp mình nhổ dao trị thương. Tuy có vẻ hơi lỗ mãng, trung quy đều là hảo ý nhưng quả là cảm kích. miệng nói cảm ơn. Thấy đầu vai ngứa ngáy, chỉ vài vây sau, đã... Đau nhức đã giảm đi rất nhiều. Kim sang đó linh nghiệm chưa từng thấy qua, mà cũng chưa bao giờ nghe đến. Đàm bà lại hỏi. Kiều bang chủ, trên đời này có kẻ nào lớn mật, dám đâm dao ông thế? Kiều Phong cười đáp. Ấy là tôi tự mình đâm đấy chứ. Đàm bà ngạc nhiên. Sao lại tự mình đâm mình? Bộ hết chuyện làm rồi hay sao? Kiều Phong mỉm cười đáp. Tôi tự đâm cho nó vui. Cái vai này là da thịt, chắc không chạm tới gân cốt. Hề tống trần ngô, bốn trưởng lão thấy Kiều Phong có ý giấu chuyện cho mình. Vừa hổ thẹn, lại vừa cảm kích. Đàm bà cười ha hả nói. Người lại nói xạo chăng? Ta biết rồi, gã này rắn mặt lắm. Nghe nói đàm công mới có được hàn ngọc, miền cực bắc lẫn huyền băng thiềm thư chế tạo được thuốc chữa thương tật linh nghiệm nên muốn thử cho biết chứ gì kiểu phong không cãi lại chỉ mỉm cười nghĩ thầm lão bà bà này thật là sửa lời trên đời này có ai dở tự mình đâm mình mấy đao để xem thuốc có linh nghiệm hay không chứ lại nghe tiếng cộp cộp một con lừa chạy vào trong rừng trên lưng là một người ngồi xoay đầu ngược lại mặt hướng về phía đuôi đàm bà thấy y liền cười tét miệng gọi lớn Sư ca, huynh lại làm cái trò quái đản gì nữa đây? Tiểu muội phải đét đít huynh mới được. Người ngồi trên lưng, thân hình rút lại thành một cục, chẳng khác gì đứa bé 7-8 tuổi. Đàm bà giơ tay vỗ vào mông y, người đó liền rơi ngay xuống đất. Đột nhiên vươn vai, duỗi chân biến thành một người cao lớn, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Đàm công mặt mày ra vẻ không vui, hư một tiếng liếc xéo, nói Ta tưởng ai, hóa ra là ngươi. Nói xong, quay lại nhìn đàm bà. Người cưỡi lừa, ngược kia, bảo xấu thì cũng chẳng xấu. Mà bảo đẹp thì cũng chẳng đẹp. Bảo già thì cũng chẳng già. Mà bảo giang trẻ thì cũng chẳng trẻ. Trong khoảng từ 40 đến 4 đến 70, người đó đờ đẫn nhìn đàm bà. Thần sắc cực kỳ đắm đuối, dịu dàng hỏi. Tiểu Quyên, gần đây nàng có được khỏe không? đàm bà, thân thể rành ràng, tóc trắng như xương, mặt mũi nhăn nheo, vậy mà gọi là tiểu quyên, nghe thật yểu điệu. Người với tên thật không xứng chút nào, ai nấy nghe thấy thật tức cười. Thế nhưng bà lão nào đã chẳng qua thời son trẻ, khi còn là một thiếu nữ gọi tiểu quyên, đến lúc già có ai gọi lão quyên bao giờ. Đoàn dự còn đang nghĩ thầm, lại nghe tiếng vó ngựa lộp cộp, thêm mấy người nữa, cưỡi ngựa chạy đến, nhưng lần này không có vẻ gì gấp rút